vào bài tập thứ hai, bài tập trị liệu cho căn bệnh suy giảm tĩnh mạch chân. Và ở bài tập thứ nhất thì chúng ta sẽ có 15 phút nằm và gác chân lên tường. Đây là bài tập về nhà cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ bước vào bài tập thứ hai. Thì bài tập thứ hai này, nếu như bạn nào tập và cảm thấy hơi đau thì chúng ta sẽ quay lại bài tập thứ nhất, chúng ta tập nữa rồi mới bước qua bài này, chúng ta tập ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập thứ hai này nhé. Hai chân của bạn lúc này chúng ta sẽ xếp và ngồi ở tư thế nửa hoa sen hoặc là tư thế xếp bằng hai chân như nào. Hai tay của mình đặt lên gối, nhẹ nhàng đẩy ưỡn ngực về trước này, ngả đầu ra sau, nâng cầm lên, hít sâu vào, thở ra, cuộn lưng lại. Chúng ta đẩy thẳng tay này, cuộn lưng của mình lại, hốt bụng vào và mắt nhìn về rốn. Rồi, kéo đầu thấp, ưỡn ngực, ngả đầu ra sau, cầm lên, hít sâu vào, thở ra, từ từ cong lưng lại, hốt bụng vào và mắt nhìn về rốn. Ưỡn ngược về trước, ngỡ đầu ra sau, nâng gồng lên, hít vào, thở ra, ta cuộn lưng lại này, hốt bụng vào và mắt nhìn về rốn. Rồi, một lần nữa, ngỡ đầu nâng gồng lên, hít vào, thở ra, từ từ cuộn lưng lại, hốt bụng vào và mắt nhìn về rốn. Nhẹ nhàng nâng người thẳng lên, mắt bạn nhìn về phía trước, hít sâu, nghiêng lưng sang bên phải, đầu của mình kéo sát vai bên phải của mình, chúng ta không có đẩy cả vai qua bên này, chúng ta chỉ kéo đầu qua thôi, được chưa nào? Giữa đây, nâng lên, hít vào, nghiêng lưng sang trái, thở ra, tiếp tục lên, hít vào, bên phải thở ra. Dùng tay bên phải của mình áp đầu qua phải nào. Đúng rồi, giữa đây, 3, 2 và 1, nâng lên, hít vào, nghiêng đầu sang bên trái, ta dùng tay bên trái áp đầu sang trái. Rồi, giữa nào, 1, 2 và 3, nâng lên, hít vào, rồi buông lỏng cơ thể ra, thở. Rồi, nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao qua đầu và hít sâu. Ta gập sang đùi chân phải của mình, hai tay vươn dài về trước. Nếu như chị em nào có thể gập xuống thì chúng ta hãy đặt đầu chạm sàn. Nhưng mà đối với những chị em gập như thế này cảm thấy hơi căng và đau thì chúng ta chỉ giữ ở mức này thôi. Vươn hai tay lên qua đầu khi thở, gập sang đùi chân trái, giữ thẳng hai tay. Rồi, thấp đầu, thở. Nâng người, vươn hai tay lên cao qua đầu khi gập sang bên phải, thở ra, vòng giữa đây 5 nhịp. 1, 2, 3, 4 và 5. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Thở, gập sang đùi chân trái, hai tay vươn dài, hạ đầu xuống. Rồi giữa đây 5, 4, 3, 2 và 1. Nâng lên, vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống, thở ra. Hai chân của mình sẽ giữ thẳng về phía trước, hai tay bạn cắm ra sau, ta ngồi và nhịp nhẹ hai đầu gối chân xuống. Chân bên phải lúc này bạn co lại, đặt lên trên đầu gối chân trái, dùng tay bên phải bắt đầu xoay phần của chân, xoay nhẹ nhàng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xoay ngược lại. Bài tập này thì những chị em nào mà chúng ta bị đau cổ chân này, bị đau khớp gối này, chân của mình hơi tê buốt ấy, thì chúng ta rất là nên tập những cái động tác như thế này. Rất là nhẹ nhàng nhưng mà có hiệu quả. Rồi, bắt đầu kéo chân vào sát bẹt, nhịp đầu gối của mình xuống nào, áp sát vào bẹt chân nha,
tay bên phải đặt lên đầu gối chân bên phải, luyện là nhịp nhẹ đầu gối chân xuống. Và ngồi kiểu thẳng lưng lên, chúng ta không thể ngồi mà cùng lưng lại nào. Rồi dựng bàn chân bên trái của mình lên, vươn hai tay bạn lên cao, hít vào rồi thở ra, hơi gập người về phía trước, hai tay của mình đặt dưới thảm, rồi nhẹ nhàng kéo tay thẳng ra. Ở đây nếu bạn nào mà cảm thấy đau thì chúng ta tiết chế lại, chúng ta không có đẩy thẳng về phía trước, chúng ta chỉ giữ mức này, ok ha. Rồi nếu bạn nào tốt thì chúng ta sẽ bò tiếp về phía trước và giữ đây nào, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi bò hai tay vào, bắt đầu mình gỡ chân ra. Tay bên trái của bạn nắm lấy bàn chân bên phải của mình và kéo thẳng ra nào. Đúng rồi, tay bên phải mình đưa về phía trước, bạn hít vào. Rồi thở ra, đưa ra phía sau, mắt nhìn ra sau ha. Lần hai hít vào, tay đưa về trước, mắt nhìn theo tay của mình. Thở ra, mắt nhìn ra phía sau. Tiếp tục hít vào, tay vươn dài về trước. Thở ra, ra sau. Lần 4 hít vào, thở ra, bắt đầu tay ra sau. Một lần nữa, hít vào tay về trước. Rồi, và thở ra, giữ đây nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Tay mình đưa về phía trước, bạn hít vào, rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, thở ra, tay duỗi thẳng và thả lỏng chân bên phải, đưa về phía trước. Chân bên trái bạn co lại, đặt lên đầu gối chân bên trái của mình, bắt đầu dùng tay nắm lấy đầu chân và xoay cổ chân. Rồi xoay tròn khớp cổ chân. Bắt đầu ta xoay ngược lại. Rồi mình dừng lại. Kéo chân vào sát mẹ và đặt tay trái lên gối mình và nhịp đầu gối xuống. Các bạn nhẹ nhàng. Rồi ta dừng lại. Bàn chân bên phải mình co bàn lại này. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Thở ra, gập người về trước. Hai tay bạn áp sàn, nhẹ nhàng đẩy tay ra một xíu. Nếu như không được thì mình dừng lại ha, mình không đẩy nữa, căng quá thì không đẩy nữa. Hơi căng cơ nâng kheo phía sau chân. Để giữ đây nào. 1 2 3 4 và 5. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống, thở ra. Rồi chân bên trái của mình gỡ ra, bàn tay bên phải nắm lấy bàn chân bên trái, kéo thẳng. Rồi tay đưa, tay trái đưa về phía trước, hít vào. Rồi thở này, tay giữ thẳng lưng nhé. Thì khi mà chúng ta giữ thẳng lưng thì cái chân của mình đã hơi trệt xuống. Rồi tay còn lại đưa ra sau, mắt nhìn ra phía sau, thở. Hít vào, đưa tay về trước nào. Thở ra, tay mình đưa ra sau. Tiếp tục hít vào, tay về trước. Thở ra, đẩy ra sau, mắt nhìn ra phía sau. Hít vào, tay đưa về trước. Thở ra, tay đưa ra sau, mắt nhìn ra phía sau. Một lần nữa, hít vào. Thở ra, giữ đây 5 nhịp nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Tay đưa về phía trước, tay hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, mình thở ra, buông lỏng hai chân và nhịp nhẹ hai đầu gối chân lên. Rồi chân bên phải bạn co lại, lúc này hai tay mình đan lại và ôm vào chân bên phải, được chưa nào. Chân trái chúng ta giữ nguyên, hai
tay ôm chân kéo lên, hít vào. Ở đây sẽ có một số chị em chúng ta không duỗi thẳng đường chân như thế này thì chúng ta vẫn kéo, nhưng mà chúng ta làm theo khả năng của mình, hơi co gối nhẹ được chưa nào. Đúng rồi, đẩy giữa đây, đẩy hạ xuống, thở ra. Tiếp tục lần hai, kéo chân lên, hít vào. Rồi, hạ xuống, thở nào. Lần ba, kéo chân lên, hít, đẩy, đẩy này. Rồi, hơi căng và hơi đau. Rồi, hạ xuống, thở ra. Lần bốn, nâng chân lên, hít vào. Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra một lần nữa nha. Nâng lên, hít vào, giữ ở đây nào. Rồi, tốt thì chúng ta sẽ đẩy kéo thẳng chân, còn không tốt thì hơi chuồn gối nhẹ và giữ này. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ chân xuống. Tay bên phải của mình này, chúng ta sẽ luồn vào trong chân bên phải, được chưa nào. Đấy, bàn tay nắm lấy chân của mình và lắc nhẹ chân như thế này. Chúng ta đừng đặt ở ngoài như thế này nhé, nhiều bạn chúng ta hay bị sai từ phía này này. Đấy, lắc nhẹ chân như thế này. Rồi, ta dừng lại và gỡ chân hạ xuống. Chân bên trái mình co lại sang đầu bên, hai tay đang vỏ ôm lấy chân bên trái của mình, kéo chân trái lên, hít vào. Rồi, hạ xuống, thở ra, trầm trọng nha. Hai lên, hít vào. Đấy, nhẹ nhàng. Hạ xuống, thở ra. Ba lên, hít vào. Rồi lần này ép một xíu thôi, đẩy thẳng xíu, đẩy, hạ xuống, thở ra. Lần 4, nâng hít sâu bụng lên. Rồi, hạ xuống, thở ra. Lần 5, kéo lên. Đúng rồi, để giữ ở đây nè. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi, nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra. Ở đây, tay bên trái của mình sẽ luồn phía trong của chân bên trái, được chưa nào? Đấy, lắc chân này. Rồi, nhẹ chân. Trở về tư thế con mèo, tay bạn vuông góc với sàn, gối chân của mình vuông góc với sàn như này. Rồi nhẹ nhàng võng lưng, kéo cầm nâng lên, hít vào, thở ra, cong lưng và hớp bụng vào, mắt nhìn về rốn, đẩy võng lưng, nâng cầm, hít vào, thở ra, kéo cổ lưng lên, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốn. Võng lưng, nâng cầm, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, cổ lưng lại, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốn. Một lần nữa, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Rồi, thở ra, cuộn lưng lại và tay giữ ở đây. 1, 2, 3, 4 và 5. Võng lưng, nâng cầm, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Lúc này, chân bên phải của bạn duỗi thẳng ra, mắt ta nhìn về trước ha. Thở này, cuộn lưng lại này, co gối chân lại, áp sát vào cơ thể mình, kéo đầu xuống, thở. Rồi, lần hai bạn duỗi thẳng chân ra, mắt nhìn về phía trước, hít vào, thở ra, các cuộn lưng lại, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốn. Rồi, tiếp tục hít vào, 3,
mắt nhìn về phía trước. Ta giữ chân ra thì mắt mình nhìn về trước nhé, chúng ta không có nhìn xuống dưới. Thở ra, cổ lên phải, hốt bụng vào. Bốn hít vào, mắt nhìn về trước. Rồi, thở ra. Giữ ở đây, 5 nhịp. 1, 2, 3, 4 và 5. Chân giữ thẳng ra, hít vào, mắt nhìn về trước. Thở chân bên phải, bạn đưa sang phía bên trái này, chúng ta hạ sàn. Kéo thẳng chân, không co gối nha. Kéo thẳng chân ra. Đấy, thở. Đưa lên, hít vào. Thở ra, bắt đầu đẩy chân ra sau này, đưa hông lên ha. Tiếp tục hít vào lần 3. Thở ra, đẩy qua này, hốt bụng lại. 4, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, đẩy thấp xuống. Một lần nữa, chân lên, hít vào, mắt nhìn về trước. Thở ra, chân phải đưa qua, hạ sàn nào. Rồi, giữ ở đây, tay bên phải lúc này, chúng ta sẽ kéo ép sát vào bàn tay, đẩy hông của mình lên cao. Đây nào, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi chống tay xuống, chân duỗi thẳng ra, mắt nhìn hướng về trước, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, thở. Ta bắt đầu với chân bên trái. Chân bên trái của mình duỗi thẳng ra, mắt nhìn hướng về phía trước, hít. Rồi, co gối chân lại này, thở. Rồi. Lần hai, hít vào, mắt hướng nhìn về trước. Thở ra, co lại, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốn. Ba, hít vào, mắt hướng nhìn về trước. Thở, co lại, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốn. Lần nữa, duỗi thẳng chân ra, hít vào. Rồi. Thở ra, co lại và mình giữ ở đây. 1, 2, 3, 4 và 5. Chân duỗi thẳng, mắt vẫn nhìn về trước, hít vào. Thở chân bên phải mình đẩy sang phía bên trái này. Dạ. Hạ bàn chân chậm, đầu ngón chân chậm sang. Nâng lên, hít vào. Thở lần 2. Rồi, xuống. Tiếp tục hít vào, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, đẩy kéo chân sang phải. Lần 4, hít vào. Thở ra, xuống nào. Rồi, một lần nữa. 5, hít vào. Thở ra, kéo chân xuống. Rồi, tay bên trái của mình này, đưa lên và ép sát vào bàn tay. Ở đây đầu và tay của mình sẽ thấp, còn cái hông của mình nó sẽ lên, được chưa? Căng phần này. Đấy, giữ đây. 1, 2, 3, 4 và 5. Hạ tay xuống sàn, chân duỗi thẳng ra, mắt bạn hướng về trước, hít vào. Rồi co chân lại, thở ra. Ta thu về tư thế em bé. Hai bàn tay của mình duỗi thẳng về phía trước, hạ trán của mình chạm sàn, thở. Bắt đầu ta lăn trán của mình sang phải hoặc qua trái. Trở về trung tâm, duỗi thẳng hai tay bạn về phía trước, nhẹ nhàng đẩy người lên tư thế sắn hổ mang này, hạ đùi chân xuống. Ở đây sẽ có nhiều bạn chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau ở phần thắt lưng. Mình nhúng cái tay mình lên một xíu, tức là đưa tay lên một xíu nữa, chúng ta không để ở vị trí cũ ha. Đấy, rồi hạ hai đùi chân xuống nè. Rồi hơi chùng kiểu tay và mắt nhìn lên, hít vào, thở ra. Đấy, kéo người về, thở nè. Rồi, những bạn nào mà chúng ta đặt tay lên đây đó, thì khi mà chúng ta kéo về nè, cái mông của mình nó sẽ như thế này. Chúng ta vẫn giữ nguyên như thế này, chúng ta không có lùi tay lại như thế này nha. Rồi, đẩy lên, lần 2, hít vào.
hơi chuồng hiểu thôi, lưng cầm mới thiền lên. Rồi thở ra chậm chậm phun người về, em nén thở, hít vào đẩy người lên nào, giữ thẳng hơi chân ra. Rồi thở ra từ từ tập con người lại, hốt bụng vào, nâng đẩy người về trước, hít vào, thở ra chậm chậm kéo người về. Và một lần nữa, trường đẩy người về phía trước, hít vào. Rồi mình giữ ở đây nào, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi nhẹ nhàng ta hạ cơ thể của mình xuống, thở ra. Rồi hai tay ta vòng về phía trước, 5 bài hít thở đều, 5 nhịp, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi thân lưng người lên, hai cửa tay mình chống phía sàn. Ở đây trong bên phải của bạn, chúng ta sẽ co lại tay bên trái này, vòng về phía trước như thế này. Tay bên phải các bạn đưa ra sau, chúng ta sẽ nắm lấy cổ chân bên phải như thế nào. Rồi nhẹ nhàng kéo chân bên phải lên, hít vào, được không ạ? Rồi hạ xuống mình thở ra, cứ như thế ta thực hiện 4 lần nữa. Kéo chân lên này, hít vào, đúng rồi, hạ xuống thở ra. Rồi lần 3, chân lên bạn hít vào, hạ xuống thở ra. 4 lên hít vào, hạ xuống thở ra. Và một lần nữa, 5 lên hít vào, bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1, hạ xuống thở ra, giữ thẳng chân bên phải. Tay bên phải ta đổi cho tay trái này, vòng về phía trước, co chân bên trái lại. Tay bên trái của mình đưa ra sau, nắm lấy cổ chân bên trái, kéo chân trái lên, hít vào, đúng rồi, hạ xuống thở ra. Lần 2, kéo lên, hít vào, hạ xuống thở. Lần 3, kéo lên, hít vào, xuống thở ra. Lần 4, kéo chân, hít vào, hạ xuống thở ra. Một lần nữa, lần 5, kéo lên, bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống thở. Rồi chúng ta sẽ ngửa người ra, là hai chân chúng ta sẽ co lại, ta ôm chân của mình và lăng họng sang hai bên. Rồi dừng lại, hai chân bạn đưa lên cao, hít vào, cố gắng kéo thẳng chân. Rồi co lại thở ra. Đấy, lần 2 tiếp tục, hít vào lên nào, thở ra co lại. 3 lên hít vào, thở ra co lại. 4 nâng lên hít vào. Rồi thẳng chân lại, thở ra co lại. Tiếp tục 5 lên hít vào. Rồi mình giữ ở đây. Nếu như bạn nào chúng ta thẳng chân thì càng tốt, không thẳng được có thể co nhẹ, thẳng, đẩy chân xuống như thế này. Giữ ở đây nào, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, thở ra. Hai chân các bạn giữ thẳng ra. Rồi mở rộng hình chữ V, hai bàn tay là sẽ mở ngửa ra và đặt như sàn. Rồi ta hít thở đều, hít sâu, thở chậm.
mình. Rồi, nhẹ nhàng chúng ta sẽ luân phiên đặt hai bàn chân của mình lên mặt. Vâng, thì bài tập thứ hai này sau khi chúng ta tập xong thì cũng tương tự như bài tập thứ nhất, đó là chúng ta sẽ nằm và gác chân lên tường 15 phút mỗi ngày. Nếu các bạn làm tập quen rồi thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian ra tầm 15 đến 20 phút là ổn định ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài tập thứ ba của Diễm nhé. Nhớ đăng ký kênh để khi có những video mới nhất thì sẽ thông báo về bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.